Vì nhân duyên hay nghiệp quả gì mà một người lại là độc giác Phật? Có phải vì hạnh nguyện là nghiệp quả xấu mà một vị sa môn lại là độc giác, như Devarata là Phật độc giác, Atisara, nếu một người muốn trở thành Phật độc giác có phải là xấu và ích kỷ không? Trước khi trả lời thì sư phải nhắc nhở quý vị hãy cẩn trọng để tránh một cái ác nghiệp rất là trọng, đó là mình phỉ báng Phật. Bởi vì khi mình nói là một vị độc giác mà do ác nghiệp cho nên mới thành độc giác, một chúng sanh là do ác nghiệp mới thành độc giác, thì rõ ràng nó là một cái sự phỉ báng rất là lớn chứ không phải đơn giản. Sư nhắc để quý vị nhớ, ngài Xá Lợi Phất để trở thành một vị đại thinh văn, ngài tu một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn vị Phật độc giác là ngài tu hai A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, tức là khoảng thời gian ngài tu gấp đôi một vị thường thủ thinh văn. Và nếu mà xét về công hạnh ba la mật á, thì vị thinh văn á, là thực hành 10 ba la mật bất hạ, vị độc giác hành 20 ba la mật là bao gồm bậc hạ và bậc trung, vị chánh đẳng giác là hành 30 ba la mật bậc thượng trung và hạ. Thì như vậy là mình tại sao mình lại nói là một vị độc giác lại là do cái ác nghiệp? Ngay cả cái thắc mắc đó, bản thân cái thắc mắc đó nó cũng đã là ác nghiệp. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì sư nhớ là ở trong Milinda Panha thì ngài Nagasena đó, có lần mà ngài đi theo thầy của mình, ngài suy nghĩ trong đầu á, tại vì khi đó thầy mình dạy rất là nhiều rồi, có cho đến khi mà ngài không cái người thầy không dạy nữa, ngài Nagasena nói là hay là ông thầy mình hết cái để dạy rồi. Thì ông thầy cái thì vị thầy á, là một vị A-la-hán, mới quay trở lại và quở: con không nên nghĩ thầy như vậy đó. Thì ngay cả cái chuyện mà thắc mắc như vậy đó thì bản thân nó cũng là trọng nghiệp rồi, cho nên là mình hãy cẩn trọng. Còn mà về cái sự giải thích đó, thì như thế này, nó giống như là khi mà mình bơi qua sông, nó có ba loại người. Cái loại loại người đầu tiên là bản thân họ không tự bơi qua sông được, nhưng mà họ ý thức được là cái chuyện qua sông là cần thiết, nhưng mà họ không thể bơi qua được, cho nên là họ chờ ai có bè đó thì họ đi nhờ qua sông. Cái trường hợp thứ hai á, là họ có thể bơi qua sông được nhưng mà họ chỉ đủ sức để bơi một mình thôi, họ không có đủ cái khả năng để mà bơi cứu thêm, gọi là đóng cái bè để cứu thêm người khác. Bởi vì á, cái bờ bên này nó đang cháy rừng mà, cháy nó tới nơi tới đích rồi, không có thể nào mà mình gọi là có nhiều cái khả năng để mà mình đóng cái bè được, cho nên là vị này mà chờ hoài thì không có ai đóng cái bè, chứ còn mà có leo lên bè thì vẫn sướng hơn, nhưng mà không có ai đóng bè thì vị này đành phải tự bơi. Mà do tự bơi cho nên là sức có hạn, cho nên không thể lôi bất kỳ người nào lôi theo mình được. Nhưng mà cái loại thứ ba đó là cái loại này có phước lớn hơn, và có nhiều cái sức khỏe hơn, có nhiều cái tài năng hơn, cho nên là cái vị này ấy,
là có thể tự chẳng những tự mình có thể bơi qua mà còn có thể đóng bè và đưa người khác qua sông. Thì ba loại này cũng ví như là ba hạng thánh A-la-hán, ba hạng Phật ở trong Phật giáo. Mình không thể nào nói là do ác nghiệp hay là do kém tu, bởi vì bản thân cái chuyện qua được sông đã là cái chuyện ghê gớm lắm rồi. Cái ví dụ thứ hai là cái ví dụ mà một người mà rơi xuống hầm phân, thì nó có ba hạng người. Cái hạng đầu tiên á, là tự họ không leo lên được, cho nên là họ cần nhờ người khác kéo lên giùm. Nhưng mà kéo lên giùm như vậy thì rồi thì ví dụ như ở dưới đó thì dính những cái chất bẩn gì thì được người ta hướng dẫn là cần phải tắm xà bông như vậy, cần phải tắm kỳ cọ như thế này để cho nó sạch, ví dụ như kẻ móng tay móng chân rồi kẻ lỗ tai chẳng hạn, phải tắm như thế này cho sạch đó, phải dùng cái loại xà bông này để nó phù hợp đó. Đó là loại thứ nhất. Cái loại thứ hai á, là tự vị này có kiến thức nha, tự vị này có kiến thức cho nên là tự mình leo lên. Thì khi mà leo lên như vậy đó, tự mình leo lên như vậy thì cũng biết là mình sẽ cần phải dùng cái chất tẩy rửa như thế nào, rồi tắm rửa ra làm sao để có thể kỳ cọ cho sạch. Còn loại thứ ba đó thì nghĩ là thôi thì mình nên dành thêm một chút xíu thời gian nữa để mình nghiên cứu ha, để mình nghiên cứu làm sao để có nhiều cách khác nhau để mình có thể giúp được nhiều người khác nhau. Thì sau đó vị này nghiên cứu rất là nhiều cách, cho nên là vị này khi mà leo lên được trên bờ rồi đó, thì vị này tự mình tắm rửa sạch sẽ. Sau đó là tùy theo mỗi người mà vị này sẽ có cách hướng dẫn khác nhau để cho tự họ cũng có thể làm sạch. Cho nên ba hạng người này mình không thể nào nói là cái hạng nào là gọi là nó dở, không có nên. Tại vì bản thân cái việc leo lên được cái hầm phân, cái hầm chất bẩn đó là đã quá tốt rồi nha. Giống như trong một căn nhà đang cháy gì đó, cái người á mà bị bệnh hoặc là thiếu sức khỏe, phải chờ người khác lôi ra, thì nhưng mà lôi ra được thì mừng lắm rồi. Như là cái vụ cháy đó ha, thí dụ mà mình bị kẹt như thế nào đó mà phải chờ người khác lôi ra thì được người khác lôi ra là mừng lắm rồi. Cái loại thứ hai là tự mình chạy ra được, mà cái loại thứ ba thì can đảm hơn. Mình ra được rồi thì mình quay trở lại rồi mình lôi, mình kéo, mình giúp đỡ người này người kia ra, thì sư nói là miễn sao ra khỏi căn nhà đang cháy là tốt lắm rồi. Cho nên á, mình không thể nào nói cái người mà tự mình chạy ra khỏi căn nhà đang cháy, trời đất quỷ thần ơi, bây giờ sư nói cái quán karaoke hay nó cháy ngùng ngục như vậy đó, tự mình chạy ra được có đôi khi là hú hồn rồi đó. Mà quý vị có thể nào quý vị chỉ cái người mà tự mình chạy ra đó là người ích kỷ không? Tại vì họ tự họ chạy ra, họ không đạp ai, họ không gọi là họ không có hại ai để mà họ được cái vé đi ra ngoài, họ không có, tự họ chạy ra. Mà mình dám nói họ ích kỷ thì phải nói là rõ ràng mình có vấn đề. Cho nên là mình không có nên như vậy. Cho nên là sư đã giải thích cho quý vị rõ là do cái nghiệp và quả gì ha, là một vị độc giác là hành 30 20 ba la mật suốt 2 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn cái chuyện là hạnh nguyện thì hay là nghiệp quả thì sư cũng vừa giải thích thông qua ba cái ví dụ rồi, và sư mong là quý vị hiểu. Và không biết là khi mà trình bày như vậy thì còn có cái gì thiếu sót hay không, xin mời đại đức Tuệ Tường. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Thật sự cũng rất hoan hỷ với câu trả lời của đại đức hiện tại, có nghĩa là phân tích và đưa quan trọng nhất là đại đức trích dẫn về giáo lý về hiểu về rõ về ba la mật như thế nào, và cái quan trọng thứ hai là cái ví dụ rất là thực tế, rất là sinh động mà rất là dễ hiểu và có thể áp dụng ngay và luôn, có nghĩa là áp dụng ngay luôn là hiểu ngay luôn, ngay tại chỗ đó. Cho nên câu trả lời này
Riêng bản thân Duy Tây Tường thấy rất là đầy đủ rồi, cho nên là cũng không bổ sung gì thêm. Dạ, cũng xin rất là câu hỏi. Vâng, để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.